Bây giờ tới cái bài phú. Bài phú chữ ngon. Vịnh Văn Yên tự phú. Tức là bài phú diễn về cái chùa Văn Yên. Chùa Văn Yên này hiện giờ chúng ta lên thì thấy để là Hoa Yên chứ không phải là Văn Yên, thấy không? Hồi đời Trần, các ngài để là Văn Yên. Văn là mây, yên là khói, à, mây, khói. Nghĩa là cái chùa đó nó cao, ở trên lưng chừng núi, cho nên khói mây mù mịt, các ngài để là Văn Yên tự. Nhưng đến thế kỷ thứ 15, một ông vua nhà Lê, quên tên, ông lên đó, ông xem cảnh, lên gặp cái mùa xuân hoa nó nở rộ, thấy hoa nở đẹp quá thì ông đổi Văn Yên là Hoa Yên, hoa và khói chứ không phải mây. Thì như vậy để thấy rằng cái chùa này mặt đời Trần thì gọi là Văn Yên, nhưng mà đến đời Lê thì đổi lại là Hoa Yên, cho mãi tới bây giờ lên chúng ta cũng thấy để là Hoa Yên tự. Bây giờ bắt đầu chữ ngôn nè, quý vị phải theo dõi kỹ một chút. Buông lòng trần tục, náo tới Văn Yên. Chim thủy giỏi tiếng ca chim thủy. Gió tiên đưa đôi bước gió tiên. Đó, bốn câu. Buông lòng trần tục, buông tức là bỏ hết cái lòng trần tục. Náo tức là ở ảnh, ở trên chùa Văn Yên. Nghĩa là người muốn ở chùa Văn Yên trước, buông hết cái lòng trần tục, rồi sau nó lên ở ảnh, ở chùa Văn Yên. Chim thủy, giỏi tiếng ca chim thủy. Gió tiên đưa đôi bước gió tiên. Chim thủy là chim gì? Chim thủy là lành, chim lành. Giỏi tức là theo. Chim lành, theo tiếng chim lành. Chim hót, loại chim hiền lành. Nó hót, thì các chim lành khác nó hót theo. Gió tiên đưa, gió này gió tiên đưa thì đôi bước gió tiên nghĩa là gió đưa người mát mẻ đến người mát mẻ thì gọi đó là gió tiên, rồi người ta từng bước theo cái ngọn gió mát đó mà đi lên gọi là gió tiên, đưa bước gió tiên. Hai cái câu này là để chỉ cho cái cảnh đó có chim hót hiền lành, có gió mát như gió tiên thổi cho mình mát lúc mình đi lên. Bầu đũng đỉnh giang hòa thế giới, hài thông thả dạo khắp sơn xuyên. Bầu đũng đỉnh mình đừng tưởng là mình tránh thấy bầu trong tình vàng của mình đó, đừng tưởng vậy. Chứ bầu này là cái bầu nước, mà thường thường những cái nhà du lịch hồi xưa đó, người ta hay mang bầu nước ra đi. Bầu đũng đỉnh tức là mang cái bầu nước đũng đỉnh giang hòa thế giới. Chữ giang này là gì? Giang nghĩa là ca hát, mang cái bầu nước vừa đi vừa ca hát tiếng vang cả thế giới. Hài thông thả dạo khắp sơn xuyên. Hài tức là đôi dài, đôi dép mình mang á, thông thả dạo khắp hết cái núi rừng, núi sông. Như vậy thì hai câu này là để diễn tả cái người đi dạo cái chùa Hoa Yên. Ai muốn lên dạo đó thì phải mang bầu nước rồi đi, bởi vì có chim ca, có gió tiên thổi cho nên thích vừa đi vừa hát. Thì đi về hát ngọc nha đó. Rồi mang đôi già đi qua suối, leo núi rồi đủ hết.
đất phúc địa nhận xem luống kể, kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, trời thiền thiên thập thu cửa lạ, lạ hơn 36 thiền thiên. Đất phúc địa nghĩa là cái đất ở chùa Hoa Yên này là cái đất phước, cho nên người ở đó hay là cái cảnh ở đó nhận xem luống kể, tức là mình nhìn xem hết sức là nhiều, tính ra không hết, cho nên kể bao nhiêu dư trăm phúc địa, tức là những cái cảnh đẹp, những cái khu đất tốt, nếu mà mình gom lại thì hơn cả trăm cảnh, trăm khu đất tốt đẹp như vậy. Trời thiền thiên thập thu cửa lạ, tức là cõi trời thiền thiên mà nếu thu thập thì xem lại thì thấy nó là một cái cảm rất là kỳ đặc, lạ hơn 36 thiền thiên. Thì cái cảnh ở Hoa Yên này nó còn đẹp hơn là cảnh cõi trời, 36 cõi trời. Thì như vậy so sánh ngày 8 tháng cái cảnh chùa Hoa Yên là nơi phúc địa, mà phúc địa rất nhiều, chứ không phải một chỗ. Nếu so sánh với quả trời thì các quả trời cũng không hơn. Đó là một cái so sánh. Nó là qua một đoạn tả cảnh. Bây giờ thấy đây, diễn tả thêm. Đất tựa vàng liền, cảnh bằng ngọc đúc. Đất giống như là vàng liên tiếp với nhau. Cảnh giống như là ngọc mà đúc nên, tạo nên vậy. Như vậy thì đất như vàng, cảnh như ngọc, tán thán vô cùng. Năm thức mây, năm thức che phủ đền nghiêu, núi nghìn tầng quanh co đường thục. Mây năm thức tức là năm màu đó, mây năm màu nó che phủ, phủ cái gì? Như đền phủ vô nghiêu. Rồi núi nghìn tầng, núi có cả nghìn tầng đi quanh đi co, giống như đường của đất thục vậy. La đá tầng thang dốc một hòn, ướm vịnh một hòn, nước suối chảy làm sâu đôi khúc, những giò đôi khúc. Núi lá la đá tầng thang dốc một hòn, ướm vịnh một hòn. La đá, la đá là gì? La đá tức là tảng đá, đá tảng, đá tảng. Nghĩa là tầng thang dốc, tức là từng bậc thang mà lót bằng đá tảng. Cho nên một hòn, ướm vịnh một hòn, mình lên trên đó mà bước qua cái hòn đá này mình phải vịnh cái hòn đá khác mà leo lên. Nước suối chảy làn sâu, đó là cái dưới thì có những làn nước chảy sâu, làn suối chảy sâu, đôi khúc những giò đôi khúc. Nên qua cái khúc này rồi giò khúc kia, cái là đi phải 8-9 cái khúc suối vậy mới tới. Đây là diễn tả cái đường đi lên, thang bằng những cái bậc đá lót từng tảng. Còn suối thì nhiều khúc quanh co, mình đi phải dò mới leo, mới qua suối được. Cỏ chiều gió lướt giỡn vui, non tạnh mưa dầm màu thúc. Nó là diễn tả buổi chiều gió nó thổi lướt cỏ xanh á, rồi nhìn thấy nó rền rợn, rồi cỏ nó như giỡn sóc vậy nè, cho nên nó giỡn vui, nhìn thấy vui. Rồi non tạnh mưa dầm, tức là núi khi mà mưa dầm nó tạnh rồi, màu thúc, tức là màu tươi sáng, thúc là tươi sáng. Đó là diễn tả cái đẹp của cỏ, cái đẹp của núi khi mưa tạnh. Như vậy thì từ trên xuống đây đều là diễn tả cảnh, ngàn tám cái cảnh nó quá sức tưởng tượng. Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng nguyễn
đóa tốt rền rền, hang nước tưới hàm rồng, nhã ly châu, hạt xăng mục mục. Nói rằng ngàn cây, tức là những cái bờ cây, nó giống như phượng, chim phượng mà phơi cánh, nó rải ra, nó đải ra. Vườn Thượng Uyển đó tốt rền rền, giống như ở trên vườn Thượng Uyển, những cái đá hoa nó tốt và cây lá xanh nó rền rền. Rồi hang nước tưới hầm rồng, tức là những cái hang do nước ở trong nó nhỏ xuống đó, như là nó tưới với cái hầm rồng. Rồi con rồng làm gì? Nhã ly châu, hạt xanh mục mục. Con rồng, cái miệng rồng nó phun ra, nó nhả ra những cái hạt ly châu, tức là những hạt châu đẹp, là ly châu đó, xanh mục mục. Chữ xanh là nhiều, mục mục tức là từng giọt từng giọt. Như vậy thì diễn tả những cái bờ cây đẹp đẽ giống như vườn Thượng Uyển, rồi hang nước chảy ở trong mấy cái nhũ đó, đá nhũ đó, thì nước nó chảy rơi xuống như là nó rơi xuống cái miệng con rồng, rồi từ cái miệng đó nó mới rơi xuống nữa, thì giống như mà nhả ra những cái hạt ly châu nhiều liên tục, nó nhỏ ra từng hạt cho nên một. Nhựa đông hổ khách sáng khắp rừng thâm, gia điểm đòi mồi giống hòa vườn trúc. Nhựa đông hổ khách tức là sáng khắp rừng thâm, cái rừng thâm ở trên đó cũng giống rừng thâm của mình đây. Khi thâm mà nó bị chặt hoặc nó bị nẻ thì nó ra nhựa, nhựa đó thì nó đọng lại, nó gọi là hổ phách. Như vậy thì nhựa thâm nó ra đọng lại giống như những cái hạt hổ phách, nó sáng rực cả rừng. Gia điểm đồi ngồi giống hòa vườn trúc, cái vườn trúc rồi nó có những cái điểm giống như là điểm đồi ngồi của cái mặt người ta vậy đó. Như vậy thì nhìn cái vườn trúc thấy như nó đã gia trúc, nó đã điểm đồi ngồi ở trên cái rừng thông, thì thấy nó tương nhựa thì giống như là hổ phách. Dưới này thì vườn trúc nó có từng đốm giống như là cổ đồi ngồi. Gác vẽ bồ lao thấp, gió bật đoàn đoàn, đền ngọc phiến bối diệp tre, mưa tuôn túc túc. Nói rằng trên gác thì vẽ bồ lao thì thường cái chuông của mình ở chùa thường ở trên người ta hay vẽ cái hình con bồ lao, rồi cái dù chuông thì người ta để hình con cá kình. Thì đây là tục truyền chứ không thấy trong sử sách, tôi được nghe kể lại thì nói rằng hồi xưa có một cái đảo ở ngoài biển, mà mỗi khi cá kình nó nổi lên thì nước nó cũng theo nó tràn vô, nó muốn ngập trên đảo. Dân chúng quảng kinh á, trên đảo có con bồ lao bốn chân. Khi mà nó thấy con cá kình nổi lên thì nó rấn lên tiếng, cá kình quảng lặn xuống, lặn trên nước nó rút theo. Bởi vậy cho nên nhờ con bồ lao nó hét, cá kình nó mới lặn, tai họa của cái dân chỗ đó nó mới qua. Cho nên bây giờ mới dùng cái hình con cá kình làm cái chuông dẫm vô cho con bồ lao nó hét. Tức là tiếng chuông vang ra để đem lại sự bình an cho mọi người. Đó, vậy nó thấy sự thích đó
làm cái sự tích của tấm chuông. Vì vậy mà đấy nó gác vẻ bồ lao khóc, bồ lao nó rống, gió bật đoàn đoàn, tức là gió nó thổi nghe đùng đùng nữa đó. Đền ngọc phiến bối dịp che, tức là đền ngọc để có những cái lá bối nó che. Mưa tuôn túc túc, tức là mưa nó rớt xuống đợt đợt, túc túc là đợt đợt. Đó là diễn tả cái cảnh xung quanh đó. Cảnh tốt và lành, đồ tựa vẽ tranh. Cái cảnh nó vừa là tốt vừa là lành, giống như là một bức tranh trong bản đồ ấy. Chỉnh ấy trời thiên mẻ kéo, nhèn chi vua bục tu hành. Chỉnh ấy trời thiên mẻ kéo, nhèn chi vua bục tu hành. Bởi vì cái chữ chỉnh ấy là có thể nói ra bây giờ là chỉ thế trời thiên mẻ kéo. Chữ mẻ kéo tức là khoe bài cái vẻ đẹp, mẻ kéo tức là khoe bài vẻ đẹp. Chỉ vì trời thiên khoe bài cái vẻ đẹp, nhàn chi ở miền quê ở Nam mình nói hèn chi mua một tu hành, ông mua Phật, ông đi tu ở đây. Bởi vì cái cảnh nó rất là đẹp, cho nên ông vua mà tu Phật, ông vua Phật, ông mới đi tu. Hồ sen trương tán lục, suối trúc bóng đàn trăng. Cái hồ sen, những cái lá sen lớn, giống như là cái lá tán, như cái tán vậy đó, tán lỏng rồi đó. Cái lỏng đó là lỏng xanh. Vậy cái hồ sen, những cái cọng sen nó đưa lên, lá sen nó rộng tròn, giống như là cái tán bằng lục, bằng hồ xanh. Suối trúc bóng đèn đàn trăng, trên cái đám trúc nó có dòng suối nhỏ, nó rớt xuống nghe cái tiếng giống như là tiếng đàn trăng. Nữ sử mai hai hàng chồng rập, trưởng phu tùng mấy chặng hò trách quanh, hò quanh. Ngự sử tức là những cái ngự sử, ngự sử là gì? Tức là ở trong triều nó chức ngự sử, nó là cái gì? Là hai hàng vai. Hai hàng vai đó là quan ngự sử. Chầu rập tức là cúi đầu, nghĩa là hai hàng vai giống như các quan ngự sử. Chào cúi đầu để mà chào vua vậy. Trưởng phu tùng mấy chặng hò quanh, cái tùng trưởng phu mấy chặng tức là mấy cái cằm, hò quanh tức là để mà hầu chung quanh. Thủy thúy sắp hai hàng loan phượng, tử vi bài diệt vị công khanh. Cây thủy thúy, hai hàng cây thủy thúy nó giống như là loan là phượng, rồi tử vi nó, những cái cây bụi tử vi nó bài ta liệt đó, giống như cái lớp công khăn ở trước cái đền vua này. Chim ốc bạn cánh hoa nâng cúng, phượng vòng con kề cửa nghe kinh. Chim ốc bạn cắm hoa nâng cúng, chứ ốc là gì? Ốc là gọi. Chim gọi bạn cắm hoa nâng cúng, nó nói theo tiếng bây giờ. Chim gọi bạn cắm hoa nâng cúng, vượn vòng con kề cửa nghe kinh. Nương am vắng bục hiện từ bi, gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Kề sóng thưa thầy ngồi thiền định, trăng vằn vặc núi xanh xanh. Để làm sao? Nương am vắng bục hiện từ bi, đó là Đức Phật ngồi ở trong am vắng, nhìn với cái vẻ rất là từ bi,
trời ở ngoài gió hiu hiu mây nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ kể xong chưa, thầy ngồi thiền định, thầy ngồi thiền định bên cạnh cửa sổ, rồi trăng vàng vặc, núi xanh xanh, mấy đứa bữa nào ngồi thiền thấy cảnh này ha. Đó là diễn tả cái cảnh giống như là cái cảnh trong triều đình khi ông vua ông đi tu ở trên núi rồi, những cái cảnh cũng tương tự trong triều đình. Huống chi văn thủy bằng lòng yên hà phải thú, huống chi ở đây mây nước làm cho mình vừa lòng quá, yên hà tức là khói mây nó đều làm cho mình thích thú. Vui thay cảnh khác cảnh vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim, chẳng thay đường hơn đường cẩm tú. Cái cảnh này nó vui không khác gì là cái cảnh hoàng kim, cảnh vàng kim, cảnh vàng lòng. Còn trọng hai đường, cái đường đi mà thấy thích, thấy ưa hơn là cái đường cẩm tú. Cẩm tú là đường đường gấm, đường đường dệt gấm. Phân ân ái, an não, an lâm, dứt nhân duyên, làm đường, làm ngộ. Thì khi mà nhà vua đi tu lên tới đây thì tất nhiên cắt lìa, không cho các cái bà phi đi theo, các cái cung nữ đi theo, cho nên phân ân ái rồi mới có cách nào ăn não ăn tâm. Mấy bạn chưa về cách ăn ở đó tu tên để tên là ăn não ăn lâm giúp nhân viên làm đường làm ngộ. Bởi vì giúp nhân viên cho nên mấy bà phi không có theo được nữa, rồi mấy bà mới ở một chùm với nhau, nhắc nhở một chùm gọi là làng, làng này là làng đường, làng kia là làng ngộ. Thì như vậy nhà vua đi tu khi lên núi rồi quý vị tới trên núi không nên được lên nữa, rồi quý bà mới tản ra hai bên, mới kết nhà kết am ở tu chung quanh trên núi. Mặt cà sa nằm trướng giấy, màn chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương, quên ngọc thịt, bỏ hương dao, cắp nặng cà một vò, tương một hũ. Để diễn tả cái con người nhà vua đi tu tới đây thì sao? Thì mặc áo cà sa, nằm, nằm bằng cái gì? Trướng giấy. Nằm trướng bằng giấy, thường thường gọi là màn trướng đó. Rồi màn chi, màn chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương. Ở triều đình, đình thì châu ngọc đầy lẫm đầy rương mà không màn, ở đây để mà nằm trướng giấy. Quên ngọc thịt, bỏ thương dao. Ngọc thịt tức là thức ăn quý, thương dao tức là rượu thơm, món ăn ngon, rượu thơm. Đó là những món ăn ngon quên, bỏ cả rượu thơm. Cắp nặng cà một vò, tương một hũ. Cắp nặng là gì? Cắp nặng thường thường, cắp nặng tức là bòn, là bế, là mang. Nghĩa là tất cả những thức ăn ngon, những rượu quý bỏ lại hết, bây giờ mang theo, theo cái gì? Một vò cà, một hũ tương. Vì ta rất là khéo, tất cả gì cái quý báu, cái ngon lành bỏ hết, bây giờ mang theo, nào là vò cà, hũ tương, chứ không có gì nữa hết. Đó, để diễn tả trong vua đi tu. Ở trên thì ngọc đầy lọc, châu đầy lẫm, ngọc đầy rương mà không màng, để vào đây nằm bằng cái trướng giấy. Còn ở tại triều đình thì ăn, ăn mâm cơm, ăn đồ ngon, củ quý, uống thì uống rượu thơm mà đều bỏ lại hết, bây giờ vào đây để mang theo một vò cà, một củ tương,
Bởi vì cà đây là cà gì? Cà pháo. Cà pháo, mà bác ta hay nói cà pháo, ta không tương nữa. Chập tiếng, chữ chập nha. Chập tiếng dương, tiếng nhạc giỏi truyền. Voi la đá, tính từ chẳng đố. Chập tiếng dương, tiếng nhạc giỏi truyền. Chữ chập đó, tức là dịp, dịp tiết dương vào cái mùa xuân, Tết. Tiếng nhạc giỏi truyền, tức là tiếng nhạc đó, nó truyền đi xa. Voi la đá, tức là voi đá. Tính từ, tức là tính hiền lành. Chẳng đố, tức là không phải chống, chống lại không gì hết. Để xem phong cảnh hơn cảnh bà roi, thóng tai cầu, chân cầu thằng ngủ. Tức là xem phong cảnh này nó còn hơn cảnh bà roi. Cảnh bà roi cũng là một cảnh đẹp ở cái vùng điện tử. Rồi phóng tay cầu, tức là buông cái tay cầu, chân cầu thằng ngủ, đó là cũng như cái cầu, cầu của thằng ngủ. Thằng ngủ tức là cũng cái vùng đó, vùng điện tử. Bao nhiêu phong nguyệt vào cõi vô tâm, chơi dấu nước non dưỡng đời thánh thọ. Là bao nhiêu phong nguyệt, tức là bao nhiêu trăng gió đẹp đẽ trong cái cảnh này, mà đều vào cõi vô tâm, vào cái chỗ mà lòng không còn vướng bận gì hết. Chơi dấu, chữ dấu là yêu dấu, tức là chơi thích thú, nước non dưỡng đời thánh thọ. Nghĩa là như vậy, Ngài đến đây dù cho có cảnh đẹp mà lòng Ngài cũng không vướng bận. Ngài thích chơi thích thú với nước, với non để cho cái tuổi thọ Ngài được tăng lên. Đó, thì đó là diễn tả vua đi tu. Bây giờ nói Ngài: ta nay ngồi tỉnh vân tiêu, cởi chơi cánh diều. Ngài bây giờ Ngài cũng ngồi ở trên đỉnh vân tiêu này, nghĩa là ở cởi chơi, tức là đi dạo chơi, là ngồi chơi trên cái ngọn đá, cái ngọn đá cánh diều. Cái chùm đá trên chóp đó, nó có cái chùm đá cánh diều đó, nó ngồi chơi. Coi đông sơn tựa hòn kim lục, xem đông hải tựa miệng con ngao. Đó là mình lên trên chóp núi nhìn xuống, nhìn qua cái ngọn đông sơn giống như là cái kim lục, hòn kim lục. Rồi nhìn ra biển phía đông giống nhỏ, giống như miệng con ngao, chứ không có gì hết. Nức Đài Lan nghỉ hương Đan Huế, nghe hàng Nga thiết khúc tiêu thiều. Đây là quan niệm của Ngài, nghĩa là nước Hoa Lan nó nở thơm, nước mùi hương nó, cũng như Huế nó đều trổ hoa thơm. Hoa Lan, hoa Huế nó thơm nực mũi. Nghe hàng Nga thiết khúc tiêu thiều, ngồi trên đó thấy mặt trăng, rồi nghe tiếng gió khua, tưởng như là hàng Nga đang khải một cái khúc nhạc tiêu thiều, khúc nhạc hay vậy. Quán Thất Bảo vẽ bao bụt hiện, áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. Quán Thất Bảo, quán đây tức là quán, là cái nơi trọ của mấy người tu, chứ không phải là quán của mấy cái ông tiên. Quán Thất Bảo tức là cái quán bằng bảy báo, vẽ bao bụt hiện, tức là bao nhiêu Đức Phật đều hiện ở trong cái quán đó, hay là đã vẽ ra hình bao nhiêu Đức Phật ở trong cái quán đó. Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. Áo lục thù là cái áo rất là nhẹ, cái tiếng gió tiên nó làm cho bay phất phơ, tiêu phiêu tức là phất phơ đấy. Thành ra chữ thù, 21 thù là một lượt, thì như vậy 6 thù nó nhẹ cỡ nào, 21 thù mới được lượt. Cái áo này không tới phần tư lượng.
cho nên gọi là áo được thù là áo rất nhẹ, gió tiên nó bay phất phơ. Thầy tu trước đã lên Phật quả, tiểu tu sau còn bị tỳ kheo. Thì ông kể khi mà ông ngồi trên núi này thì ông thấy cảnh vật như vậy vậy đó, thì nhớ lại thầy mình tu trước, thầy đã ngộ đạo nên lên Phật quả, cho nên gọi là vua Bụt, vua Phật. Còn mình là tiểu, là đệ tử, mình tu sao mới còn ở vị tỳ kheo thôi, chứ chưa có lên được cái quả gì. Đó là diễn tả lúc mà ngài ngồi núi. Đây, bây giờ chỉ cho mình thấy. Thấy đây, hồ thiên lẻ lẻ, xem lâu có nhẹ. Nghĩa là mình phải nhìn đây, cái hồ thiên nó lẻ lẻ, tức là từng cái. Xem lâu có nhẹ, tức là xem lâu thấy nó như nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đó. Tuy đành học đạo hư vô, ngậm ngục hỏi thiền ngôn, thiền ngôn nghĩ. Ngậm ngục là sao? Ngậm ngục tức là nó lời nói mà còn ấp úng, nó chưa ra lời. Ngậm ngục tức là ấp úng. Ví dụ như tới thầy muốn thưa cái gì còn ấp úng trong lòng chưa ra, đó là ngậm ngục. Hỏi thiền muốn hỏi thiền mà trong cái miệng nó còn ấp úng, nó chưa có thốt ra lời. Ngậm ngục hỏi thiền ngôn nghĩ. Ngôn là nói, nghĩ là suy nghĩ. Nghĩa là trong lòng thì suy nghĩ muốn hỏi thiền mà miệng nó còn ấp úng, nói chưa ra lời. Tuy là học đạo hư vô, tức là đóng không, mà muốn hỏi thiền thì miệng trong lòng nó suy nghĩ, mở miệng không ra, nói không ra lời. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tết bóng nghìn vàng còn rẻ. Mê một tấm lòng xét chẳng cùng, chát tết bóng nghìn vàng còn rẻ. Một cái lòng mê thì xét nó không biết đến đâu cho cùng cho tận. Chát tức là gì? Chát tức là đổi chát. Chát tết bóng, đang tết bóng mà đổi 1.000 vàng còn rẻ nữa. Như vậy 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn 1 tết bóng. Quý vị nhớ, 1.000 lượng vàng còn rẻ hơn tết bóng. Tết bóng từ mấy giờ? Cao lắm là nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đổi 1.000 lượng vàng cũng không đổi. Vậy đó mà người tu mình nhiều khi thả hồn phiêu phiêu vững vững đâu cả giờ, không có tỉnh, phải không? Thì thật là giết bao nhiêu tết bóng của mình. Bởi vì cái chữ này là cái chữ mà mình phải nhớ để biết. Mình đổi 1 tết bóng 1.000 vàng còn rẻ. Còn 2 câu kế này là 2 câu bị thiếu mấy chữ, cho nên không có rõ nghĩa. Hẹn đến lâm tiền làm bạc rồi gì nữa đó, bảo rằng gì đó, từ thế ngày cha không ra. Thành 2 câu nó như là qua không qua. Đua khoái lạc chân nước lâm chăm, muốn hồn qua đầu đà bạc tỷ. Thành mấy chữ này thì nếu mà không hiểu thì coi nó không có rõ gì hết. Mở dịa đây là ngài nhắc người tu, nếu mà mình có cái tâm mê thì có cái lòng mê thì cái mê nó tạo không bao biết bao nhiêu thứ chuyện thứ nghiệp đó, cho nên không thể cùng tận. Mà mình đã tu rồi thì phải quý 1 tấc bóng hơn 1 tấc vàng, hơn 1.000 vàng nữa, chứ đừng có phải thả trôi. Còn 2 câu kế thì không biết. Đến câu này nói nhớ mình tu mà đua theo khoái lạc, mình tu mà còn thích những cái chuyện khoái lạc, chân bước lâm châm, tức là bước nhanh nhẹn,
bước liền liền liền. Đối với cái thức thú thì chân bước nhanh liền liền, nhớm phòng qua đầu đà bạc tỷ. Bạc tỷ, chữ tỷ là chút ít. Như gì nhóm, nhóm tức là nhớm á, là dính á, dính theo cái phòng qua, nhìn lại đầu đã có một hai sợi tóc bạc rồi. Đó là cảnh tỉnh chúng ta vì mê theo khoái lạc, đuổi theo khoái lạc mà cứ lăn hay là cứ tiến mãi trong đó không dừng, rồi vì dính với cái phồn hoa nhưng nhìn lại đầu đã có những sợi tóc bạc, nó đã già đến nơi. Chẳng những vượng hạt hốt thề, lại phải cỏ hoa cười thỉ. Tức là như vậy, nếu mình tu mà có cái tâm mê đuổi theo cái trần tục như vậy đó, thì không những con hạt, nó chim hạt nó phải còn thề thốt để mà nó nhắc mình. Mà chẳng những chim hạt thề thốt thôi, mà lại loài cỏ và hoa nó cũng cười thỉ đó. Thỉ là cười thầm mình đó, thỉ thầm đó. Mình thường nói thì thầm đó, hồi xưa là thỉ, thỉ tức là thầm. Như vậy thì muốn nói lên đoạn này, muốn nói lên rằng nếu người tu mà còn mê muội thì tâm tạo không biết bao thứ việc, mà không có thức tỉnh rằng một tấc bóng là nghìn vàng còn rẻ. Mình phải quý từng tấc bóng, đừng phải cho nó đuổi theo việc bên ngoài. Nếu mà còn đua đòi theo cái khoái lạc đi mãi ở trong đó thì, và nếu dính mắt với những cái phồn hoa thì nhìn lại đầu mình đã bạc rồi mà mình chưa tỉnh. Mà nếu như vậy thì tu hành tới đầu bạc mà chưa nên thân nên hình, thì chẳng những mấy con hạt nó thề thốt nữa, nó kêu vang, nó nhắc nhở mình, mà đám cỏ đám hoa nó cũng cười thầm mình nữa. Hổ thẹn quá, thấy không? Đó, tu không ra gì thì phải hổ thẹn với tất cả chim chóc, tất cả cỏ cây, vì đời tu không ra trò lắm. Từ đến đây non nước đã quen, ngài nói ngài đi tới đây người tình mấy phen, ngài đi tới đây quen non nước và cũng đã mấy phen lên xuống rồi. Đầu khách dễ nên biến bạc, mặt non hải một xanh đen. Lên xuống mấy phen trên núi này, nhìn lại đầu của mình, đầu khách tức là người đi lên đi xuống đó, nó giờ nó biến thành bạc trắng rồi. Đầu đã bạc trắng mà nhìn lại mặt non, non tức là nhìn lại mặt núi, hãy một xanh đen, núi vẫn còn xanh nhưng đầu mình đã bạc. Mấy cái hình ảnh này cũng rất đẹp để nhắc mình, nghĩa là đã lên mấy phen lên núi, nhìn lại đầu đã bạc trắng, núi vẫn còn xanh. Hồ nước giá lửa là lọc nước, cửa tráo cây phên trúc cài then. Hồ nước giá tức là hồ nước lạnh, lửa là lọc nước, chứ phải cần phải lọc gì nữa, có sẵn hồ nước lạnh mát rồi. Cửa tráo cây phên trúc cài then, cửa tráo tức là cái cửa rào nó bằng cái gì? Bằng những cái tấm trúc, tấm phên, bằng tre, bằng trúc đó, để làm cái then mà cài. Đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đính, vỗ tay ca cách lễ lạ liền. Đây nó có hai cái từ ngữ mà cha không ra, chữ tiêu đính và chữ cách lễ. Nhưng đây mình có thể hiểu đại khái câu này, nghĩa là khi ở đây rồi thì cái cảnh đó nó giống như là những cái khúc nhạc nó hát lên. Chữ không nó là khen á, chữ không nó là khen, không có dấu là khen, là tiếng khen tiêu đính, nghĩa là đàn những khúc nhạc được cái tiếng khen sau đó tiêu đính trong ra. Vỗ tay ca cách lễ hạ liền, tức là mình ca cái tiếng ca hát của mình
nó làm cho mọi người đều được thích thú. Đó là cái thứ hai chắc là, đó là Ngài chỉ cho mình thấy cái khi Ngài tới đây, những việc gì làm của Ngài đó là những ngôi tay trước giường nào, Nam Châu có mấy. Nghĩa là cái cảnh này nó lạ làm sao, ở tay trước nó cũng như thế nào, ở Nam Châu có mấy, nghĩa là không có cái mấy chỗ mà bì được. Ở tay trước thì cũng không có hên, giường nào là không hên, mà ở Nam Châu thì cũng không có mấy cái bì được. Non linh thiếu ai đem về đây, cảnh phi lai mặt đà thấy đấy. Thì như vậy cái ngọn núi Yên Tử Ngài so sánh giống như ngọn núi linh thiếu từ ở bên Ấn Độ mà ai đem về đấy. Rồi cái cảnh phi lai mặt đà thấy đấy, tức là cảnh núi phi lai ở đây mình thấy rõ ràng. Thì đây nói về núi linh thiếu và cảnh phi lai, thì hai cái ngọn núi này tôi đều có tới được hết. Núi linh thiếu là ở bên Ấn Độ, ở phía đông bắc của thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, ở chỗ mà Phật thuyết kinh Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa đó. Thành ở dưới trũng là cái thành Vương Xá, ở trên bên đây là cái ngọn núi linh thiếu. Thành ra khi mình lên đó để mà đảnh lễ Phật, thì hồi xưa cái nước Ma Kiệt Đà này rất là tin kính Phật, cho nên cúng dường Phật trên ngọn núi Ngài lên ở đó Ngài thuyết pháp. Chỗ đó bây giờ còn có cái nền thất của Phật và nền thất của Ngài A Nan, đó là cái ngọn núi linh thiếu. Rồi phi lai, phi lai là ở đâu, tức là ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu Trung Quốc. Ở phía đông núi Linh Ẩn thuộc Hàng Châu Trung Quốc, đời Tấn có nhà sư Ấn Độ tên là Tuệ Lý. Tuệ Lý là tức là dịch từ tiếng Tàu rồi. Lên núi này nói, núi này giống một con núi nhỏ ở giữa dãy linh thiếu, không biết bay đến đây từ bao giờ. Bởi không biết bay tới đây từ bao giờ, chính là núi Phi Lai. Phi là bay, lai là đến. Như vậy chỉ còn chừng nữa xíu đặt tên núi Phi Lai. Như vậy thì núi Phi Lai là một ngọn núi ở gần cái núi Linh Ẩn. Mà Linh Ẩn thì có chùa Linh Ẩn đó. Chùa Linh Ẩn nó nằm ở trên cái núi Linh Ẩn. Bên kia là ngọn núi Phi Lai, nó cũng gần lên. Hiện giờ trên Hàng Châu, cái vùng đó là cái vùng đẹp nhất. Người ta hay đục trong núi để tượng Phật ở trong đó. Nên người du lịch lên cái núi Linh Ẩn thì đi cả ngày cũng chưa thấy cảnh nữa. Như vậy thì cái chữ Phi Lai này là do ông sư này, ông không biết, ông nói không biết bay đến đây từ bao giờ. Núi ở bên Ấn Độ bay qua đây từ bao giờ. Nghe vậy cái ta đặt tên của Phi Lai. Phi Lai là bay đến. Như vậy thì hai câu này nói rằng núi Linh Thiếu, cảnh Phi Lai so với cái núi Yên Tử này cũng không có hơn. Vào chinh cõi thánh hên thang, thoát rẽ lòng phàm thay thấy. Là nếu người nào vào được cái cõi thánh, chinh là vào nơi, vào được cái cõi thánh rồi, thì lòng mình nó mới thấy hên thang rộng lớn, không có chừng, không có mé mé, không có mé bờ. Chữ hên không có bờ, không có mé. Thoát rẽ lòng phàm, tức là mình thoát ra khỏi cái lòng phàm thì sao? Chữ thay thấy tức là chữ phơi phới đó. Lòng nghe nó nhẹ nhàng, phơi phới. Thay thấy tức là phơi phới. Người nào mà thoát được cái lòng phàm thì sẽ thấy nhẹ nhàng, phơi phới gì đó. Bao nhiêu phong nguyệt thề thốt chẳng cùng, hễ cảnh gian sơn ai nhìn thấy đấy. Bao nhiêu phong nguyệt,
nghĩa là thề thốt chẳng cùng. Người ta lên đó thấy cảnh trời, cảnh nước, cảnh gió, cảnh trăng thì bao nhiêu lời thề thốt không biết bao nhiêu kể. Thể cảnh sơn giang sơn ai nhìn thấy đấy, nhưng mà thực tình cái cảnh núi sông này có ai mà thấy được thực cảnh của nó. Từ trước nhận sao thấy sao chết vậy. Như vậy thì từ trước đến đây ngài ở núi Yên Tử thấy sao chết vậy, chứ không có thêm thắt gì hết. Đó là hết cái bài diễn núi Yên Tử của ngài. Tới cái bài kệ kết thúc, kệ rằng rũ không thai thải ánh hồn qua, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng trong đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước hoa, lòng thiền vằn vặt trăng xoay dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua, cóc được tính ta nên buộc thịt, ngại chi non nước cảnh đường xa. Để bài kết thúc rất là đẹp. Rủ không thai thải ánh phồn qua, tức là buông hết, không còn gì về cái chuyện phồn qua thầm thị. Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, đi vào ở chốn rừng thiền làm nhà làm cửa mình ở chỗ đó. Bây giờ làm sao? Khuya sớm sáng choang đèn bát nhà, hôm mai rửa sạch nước hoa, hôm sớm được sáng rỡ bằng cái ngọn đèn bát nhà, rồi hôm mai, tức là ngày mai rửa sạch tất cả cái bụi trần bằng cái gì? Bằng nước ma. Ma ha cũng là một tên khác của bát nhã. Ma ha bát nhã ma la một ta đó. Như vậy thì thắp sáng được cái ngọn đèn bát nhã nơi mình, rồi cũng mượn cái bát nhã đó mà rửa sạch tất cả cái bụi trần. Lòng thiền vằn vặt trăng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Cái lòng thiền mình nó sáng vằn vặt như mặt trăng rọi bên cái trái nhà này, phải không? Rồi mọi việc đời, thế sự là những việc đời nó hiu hiu như gió thổi qua, qua mất không dính gì mình hết. Dính không? Giả như đang ngồi ở trên non tu hành bình an thanh tịnh như vậy, mà bất thành ai đó đi về quê thăm nhà lên báo ba chú bệnh, mẹ chú bị có những chuyện gì không vui, nghe vậy cái thì sao? Thế sự nó đưa tới thì sao? Cái thì lòng mình nó sao xuyến, nó bất an. Còn ở đây thì ngài nói thế sự hiu hiu gió thổi qua, cái gì việc đời giống như là gió thổi nhẹ nhẹ qua, không có gì phải bận rộn, không có gì phải rối lòng. Cóc được tính ta nên buộc thịt, cóc là biết, nếu biết được tính ta là thật thiệt á, ngại chi non nước cảnh đường xa, thì ngại gì mà phải leo trên non trên núi xa, cứ ở trên đó mà tu, thấy không? Ngại gì chứ không có ngại gì. Mình đã biết tánh mình là Phật rồi thì mình không có nệ hà, không có sợ sệt đường xa hiểm trở, mà cứ tìm cho tận nơi, đến cho tận chốn mà tu cho đạt được cái kết quả. Đó là ý nói rất là rõ ràng. Thì như vậy cái bài kể kết thúc rất là đầy đủ tinh thần chỉ dạy cho chúng ta tu, tu phải làm thế nào để cho được cái kết quả tốt, chứ đừng có xem thường. Đó là sau phần của trần ngày truyền quan. Bây giờ có một
ít thì giờ để tôi giải thích lý do vì sao mà ngài Huyền Quang khiến cho cái dòng Trúc Lâm đến đây nó lại chấm dứt. Bởi vì nhiều người thắc mắc tại sao cái hệ phái Trúc Lâm đến qua đời của ngài Huyền Quang qua rồi không còn thấy tâm hơi gì nữa. Ở đây tôi giải thích cho quý vị rõ vấn đề này một chút. Theo cái nhìn riêng tôi, đây là cái nhìn riêng tôi, có những lý do mà tôi nghĩ rằng bởi những lý do này nên cái phái thiền Trúc Lâm mất dạng sớm. Một lý do thứ nhất là thiền sư Huyền Quang khi được ngài Pháp Loa trao cái tâm kệ, trao cái y bát để nhận trách nhiệm làm vị tổ thứ ba của hệ phái Trúc Lâm, lúc đó ngài đã 77 tuổi, phải không? Đã 77 tuổi. Thì nếu một con người tới cái tình tuổi đó còn thích làm việc nữa đâu, mới nghe là tới cái tình tuổi đó mà nó hơi ngao ngán rồi, mệt mỏi rồi, nó không có thích làm việc, mà lãnh là một cái trách nhiệm rất nặng. Cho nên khi lãnh rồi thì ngài ngao ngán, ngài muốn về núi. Cho nên cái bài kệ ngài nói đó, nghĩa là nghĩ mình không xứng đáng để mà tiếp nối cái dòng tổ. Vì vậy mà thôi thì bỏ lại về núi Bách cho rồi đó. Cái bài thơ trước đó nhớ không? Thì đó là cái tâm trạng của ngài khi mà làm một cái trách nhiệm quá lớn mà tuổi đã già thì không còn thích để làm nữa, cho nên muốn giao lại cho ai đó về núi ở ẩn tu ít năm không thành. Đó là một cái tâm trạng mà giả sử người nào cũng có tâm trạng như vậy, mà cộng thêm ngày vừa qua họ là suy sĩ là một nghệ sĩ, cho nên tâm hồn thích được tự do tự tại hay tự do phóng khoáng chứ không thích bị ràng buộc. Như vậy thì vừa là tuổi lớn vừa là cái tâm hồn tự do phóng khoáng thì làm sao mà gánh vác cho được cái việc tổ chức lớn lao của cái hệ Trúc Lâm. Do đó cho nên ngài muốn về núi ở, không có cố gắng gánh vác. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì thời đó do vua Trần Nhân Tông đi tu, cho nên ở thế gian người ta quý người tu lắm. Ông vua đi tu mà ai đi tu mà không quý, bởi vì vua đi tu còn đầy ai được nữa. Cho nên rồi ai cũng thích, nếu mà gặp cái cảnh gì khó khổ thôi vô chùa tu thức cho khỏe, phải không? Vô chùa tu cho khỏe chứ không phải vô chùa tu cho thành Phật. Bởi vì vô đó thì ông vua ông đi tu làm ai dám động đến ông thầy. Vì vậy mà cái thời đó nhiều người đi tu, thì theo sử kể, sử ghi rằng năm 1344 do mất mùa đói thiếu nên có 6.129 người đi tu. Và mất mùa đói quá rồi thì họ chỉ nhào vô chùa họ tu. Như vậy thì vì cái người tu không phải là hảo tâm xuất gia, không phải là quyết chí cầu thành Phật, mà tu để lánh nạn đói thiếu, cho nên rồi riết ở trong chùa nó lôi thôi. Mà nó lôi thôi thì đó là cái cớ cho mấy ông nhà nho chỉ trích, phải không? Do đó mà nó suy sụp. Suy sụp là từ cái thế đó đó. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là cái thời đó là cái thời đang tranh chấp giữa Phật và Nho, gọi là tranh chấp ý thức hệ. Vì đời nhà Trần đã mở khoa thi
cho các ông nho rồi. Vì vậy cho nên cuối đời nhà Trần thì các ông đồ đã có chân ở trong triều đình, làm những chức phận lớn. Rồi nhìn qua Phật giáo thì lúc đó lúc nó xuống cấp. Như vậy thì bên nay mình đương lên, bên kia xuống. Mà muốn cho cái xuống nó lụng, cái đương lên được cao, thì phải là ra sức chống đối, nghĩa là tìm cách chỉ trích cho nhà vua thấy cái tệ của người theo Phật. Như vậy cho nên ngang đó thì cái tranh đấu ý thức hệ nho và Phật. Bên Phật thì không có gì tranh đấu, nhưng mà bên nho họ vừa được cất đầu lên thì họ liền tìm cách chỉ trích, vạch ra những cái lỗi lầm của bên Phật để cho những người trong triều họ không còn tin Phật nữa. Đó là cái lý do thứ ba khiến cho Phật giáo nó đi xuống, xuống mạnh hơn nữa. Đến cái lý do thứ tư là giáo hội thời đó là giáo hội của triều đình, phải không? Ông vua là tổ lãnh đạo, rồi dưới ông vua đó thì như ngài Pháp Loa thì được trong triều đều cúng ruộng đất, đều đi tu theo ngài, công chúa hay là các vị hoàng thân đều theo. Như vậy thì giáo hội nó xuất phát từ trong triều đình, mà qua cái đời thì Trần Anh Tông, Trần Minh Tông tới Trần Nghệ Tông thì nó xuống cấp rất là mạnh. Rồi tới mấy ông vua sau thì coi như là mất, mà vua mất quyền chuyển qua nhà Mạc thì Phật giáo cũng hết chỗ tựa. Bởi vì mình tựa vào triều đình, mà triều đình đổ thì còn chỗ đâu mà tựa. Cho nên Phật giáo ngang đó cũng mất luôn, không còn có mặt ở triều đình nữa. Mà không còn có mặt triều đình thì như nhà Mạc lên, rồi hết nhà Mạc tới bị lệ thuộc về Minh, quân Minh qua xâm chiếm, rồi hết nhà Minh thì tới nhà Lê, thì tất cả những vị công thần của nhà Trần dưới nhà Mạc họ cũng không ưa, qua nhà Minh cũng không chịu, tới nhà Lê lại càng không ưa nữa. Thì như vậy ba cái triều đại đều không thích những người thân của nhà Trần. Thì những ông thầy được cái quỷ quyền để mà lo cho giáo hội Trúc Lâm thì lúc đó còn dám trường mặt không? Tự nhiên còn sống cũng phải ẩn trong rừng, trong núi, hoặc đổi tên đổi họ, chứ không có dám trường mặt nữa. Thì mà đã không trường mặt đi ẩn thì lấy đâu mà ghi rằng hệ Trúc Lâm còn có người nối tiếp? Có ai dám vỗ ngực xin tôi là hệ Trúc Lâm nữa đâu, phải không? Như vậy cho nên ảnh hưởng tới cái chính trị. Nên chư tăng thời đó không phải là hết, nhưng mà không còn ai dám tự xưng mình là kế thừa cái hệ Trúc Lâm. Mà không có kế thừa tức là mất cái gì? Đó là một cái lẽ đương nhiên, không có nghi ngờ gì. Rồi cộng thêm một điều nữa là sau này ghi sử, đời Lê ghi sử thì phần nhiều sử của nhà Lê là do mấy ông nho viết sử. Mà mấy ông nho viết sử mấy ông đã có ác cảm với Phật rồi, thì cái gì hay của đạo Phật mấy ông có cái mấy ông ghi, cái không ghi. Cái gì mà có liên hệ tới triều đình mấy ông còn ghi, rồi cái gì mà không liên hệ tới triều đình ông bỏ, ông không ghi. Cho nên nhiều sự việc hay, tức là cuối đời Trần qua đời Mạc, rồi đời Minh tới đời Lê, cũng có nhiều việc rất hay ở trong Phật Pháp mà không được ghi. Cho nên cái chặng đó coi như mất, không có sự liên hệ trước sau. Một bằng chứng cụ thể là hồi xưa tới giờ tôi đọc sử, không bao giờ tôi thấy cái câu chuyện mà vua Lê Hy Tông đuổi Tăng Ni về núi, rồi sau được ngài Tông Diễn tới, rồi dùng phương tiện rồi dân ngập, rồi đánh thức. Rồi vua Lê khi mà đọc cái sớ đó rồi ổng thức tỉnh, ổng hối hận lỗi ổng, và nhận ngài Tông Diễn như là một vị quốc sư để mà hướng dẫn chỉ dạy ổng. Rồi ổng phát tâm sám hối,
quỳ để tượng Phật trên lưng để sám hối. Đó trong sử nào có ghi. Mà hình ảnh tại chùa chùa Què Nhai vẫn còn sờ sờ, hình ảnh còn mà sử không ghi. Đó, thì mình mới thấy cái gì mà nó làm cái giá trị nhà vua thấp xuống thì họ không để ý, không ghi tới. Đó là cái bằng chứng cụ thể. Cho nên sử sách nhà Lê viết thành sử cho đất nước, mà những sử sách đó thì đối với Phật giáo rất là thiếu. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy như là cái hệ Trúc Lâm Yên Tử ngang đó là bạc, là dứt, chứ thực tình không phải dứt. Thì đây tôi dẫn trong cái câu chuyện này về truyền thống Yên Tử ở trong Nguyễn Lan, để sau đây là danh hiệu 23 vị tổ truyền thừa Yên Tử, từ Hiện Quang Tổ Sư đến Vô Thiền Đại Sư. Thấy trong sách Đại Nam Thiền Nguyễn Truyền Đăng Tập Lục Quyển 2 của Phúc Điền Hòa Thượng đính bản. Thì như vậy, một là Hiện Quang Tổ Sư là cái vị tổ ở Trúc Lâm đầu, hai là Viên Chứng Quốc Sư là tổ thứ hai, ba là Đại Đăng Quốc Sư là tổ thứ ba, bốn là Tiêu Giao Tổ Sư, tức là tổ Tiêu Giao cũng là người thừa kế Trúc Lâm. Ngài không phải là người Trung Hoa, nhưng mà trong cái bài tựa của Thiền Sư Huệ Nguyên thì nói Trung Hoa đó là sai. Năm là Huệ Tuệ Tổ Sư, sáu là Nhân Tông Tổ Sư. Như vậy tổ sơ tổ Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, là cái hệ là tới người thứ sáu. Bảy là Pháp Loa Tổ Sư, tám là Huyền Quang Tổ Sư. Như vậy ngài Huyền Quang là cái vị thứ tám trong cái hệ đó. Chín là An Tâm Quốc Sư, mười là Phù Văn, tức là hiểu là Tỉnh Lự Quốc Sư, 11 là Vô Trước Quốc Sư, 12 là Quốc Nhất Quốc Sư, 13 là Viên Minh Tổ Sư, 14 là Đạo Huệ Tổ Sư, 15 là Viên Ngộ Tổ Sư, 16 là Tổng Trì Tổ Sư, 17 là Khuê Thám Quốc Sư, 18 là Sơn Đằng Quốc Sư, 19 là Hương Sơn Đại Sư, 20 là Trí Dũng Quốc Sư, 21 là Tuệ Quang Tổ Sư, 22 là Chân Trú Tổ Sư, 23 là Vô Phiền Đại. Thì như vậy, sau ngài Huyền Quang rồi, tức là ngài Huyền Quang thì đời thứ 9, mà đây tới đời thứ 23 mới hết, thì còn 14 đời nữa, chứ không phải là dứt. Nhưng sở dĩ chúng ta không thấy ghi là tại vì lúc đó các ngài ẩn hết, cái ngài không có xuất đầu lộ diện và không có rõ ràng truyền thừa, tức là không có truyền thừa nói rằng tôi là hệ này hệ kia. Vì vậy mà tưởng như ngang đó mất, chứ không phải là mất. Như vậy thì phần ngài Huyền Quang, bởi vì ngài già cho nên ngài mới vội vã truyền lại cho ngài Di Tâm An Tâm. Ngài An Tâm, Tâm là cái người đứng ra đảm đang cái trách nhiệm truyền thừa. Nhưng mà vì cái thời trần nó đi xuống quá, do đó mà rồi cái sự ghi lại nó mất mát, khiến cho ngày nay chúng ta không thấy được sự truyền thừa liên tục rõ ràng trong sử sách. Đó là một là sử sách mất, hai là do các ngài ẩn tránh, không có muốn chừa mặt, cho nên không ai biết mà ghi. Do đó mà không có cái di tích, cái sự thật không phải là hết cái dòng Trúc Lâm. Như vậy thì tới đây kết thúc ba vị tổ Trúc Lâm Yên Tử rồi. Thì tất cả quý vị thấy, chúng ta học qua các thiền sư thì mình thấy có hai cái nét rất là quan trọng về ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà.
là một con người mẫu mực. Lúc ở triều đình, ông xứng đáng để cai trị dân. Khi đi tu, quả thực là một ông thầy đầy đủ đức tính để làm cho Phật pháp được rạng rỡ. Và dưới ngài thì ngài Pháp Loa cũng là cái người vừa là nhiệt tình năng nổ, vừa là mẫu mực, cho nên cái sự truyền bá nó được rộng lớn đông đảo. Nhưng mà tới ngài Huyền Quang thì với cái tư cách nghệ sĩ tính của ngài thì mình không nghe ngài giáo hóa ra sao hết, phải không? Thì có, nhưng mà những cái gì ngài giáo hóa thì dường như không có được kể đủ. Là một, hai nữa là trong sự giáo hóa, giảng kinh hay là thưa hỏi tham vấn rồi đó, mình cũng không có thấy, mà thấy lại chỉ những bài thơ. Thì như vậy cho nên mình biết rằng ở trong đạo, nếu người tu mà có đủ tư cách, quyết tâm, nhiệt tình, nỗ lực và có đủ cái hạnh kiểm làm mẫu mực cho chúng thì mở mang rộng. Còn nếu một nhà sư mà mang tư cách nghệ sĩ tính, cứ truyền bá theo cái thú vui, tay cầm mỏ, tay cầm sáo, tay cầm giường mỏ, tay cầm sáo, thì cái sự truyền bá nó không được rộng, không được nhiều. Đó là một cái cụ thể rõ ràng, học qua chúng ta thấy rõ như vậy. Bởi vậy cho nên tôi mong dưới tôi tất cả mấy chú, mấy cô, ai cũng là những người quyết tâm tu, nhiệt tình lo cho đạo và luôn luôn là người mẫu mực, chứ bớt cái tính nghệ sĩ một chút. Nếu mà có tính nghệ sĩ chắc nó không bền, nó không có lâu dài. Đó là cái lời mà kinh nghiệm qua để nhắc nhở toàn chúng. Thôi tới đây nghỉ. Thôi tất cả chúng ta hồi hướng nguyện đem